và đang bị chuyển bước đi trên sân khấu là thí sinh Hờ Hen Nghê, số báo danh 424. Đang sải bước trên sân khấu trong phần thi áo tắm đó chính là Hoàng Thị Thủy, số báo danh 404. Đang bước ra vị trí trung tâm của sân khấu đó chính là thí sinh Mâu Thị Thanh Thủy, số báo danh 242. Thí sinh tiếp theo Nguyễn Trần Khánh Vân, số báo danh 202. Xin chào đón thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, số báo danh 203. Tiếp theo xin chào đón thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân, số báo danh 218.